Có chuyện gì thế? Dạ, thưa hai bác, hôm nay con tới đây là để xin phép hai bác cho con được cưới em Hà. Con biết chuyện cưới hỏi là phải có người lớn. Chuyện của anh chị tôi không cần biết. Anh chị muốn làm gì thì làm. Đám cưới của anh chị cũng không cần mời tôi dự đâu. Ba, cậu thật sự muốn cưới Thái Hà hả? Dạ. Nếu mà con gái tôi đã chịu thì tôi cũng không phản đối đâu. Vậy thì cậu hãy mời ba má cậu đến gặp vợ chồng tôi nói chuyện cho rõ ràng. Nhớ là mời đủ cả ba má nha. Mẹ, mẹ biết rõ mà. Mẹ làm như vậy là xử ép con rồi. Con im đi. Biết cái gì mà nói. Gia đình mình là gia đình có địa vị, danh giá. Cái chuyện lễ nghĩa là phải làm cho tròn, cho đủ. Đám cưới là chuyện phải làm cho danh chánh ngôn thuận. Chứ đâu có phải là người ta ép mình làm cái gì, mình cũng phải theo người ta đâu. Vậy là con không có được. Con có chuyện xin thưa với má. Chuyện gì? Con muốn tổ chức đám cưới với Thái Hà. Dạ. Con lớn rồi, con muốn làm gì thì làm đi. Má sẽ đi hỏi vợ cho con phải không? Không, má không chấp nhận có một nàng dâu như vậy. Còn con muốn cưới thì con cứ làm. Dạ, con chào bác. Con xin lỗi đã để bác phải đợi. Dạ, con kính bác. Cậu tưởng là khi cưới con Hà rồi, vợ chồng tôi sẽ bỏ qua cho cậu cái chuyện làm thâm hụt mấy tỷ đồng cho cái bánh vẽ dưới Tiền Giang hả? Cậu có vẻ ngạc nhiên à? Vì sao tôi lại biết chứ gì? Chú Thanh à? Chuyện của cậu bây giờ là bán hết cổ phần của Phạm Đình lại cho tôi và rời khỏi con Hà. Tôi sẽ bỏ qua cho cậu cái chuyện chính cậu mới là người chủ mưu đổ tội cho người khác trong cái vụ ngộ độc. Cậu đồng ý không? Tôi sẽ không để bà chiếm đoạt Phạm Đình đâu. Tôi nghĩ tình của cậu với con Hà, tôi cho cậu một cái thang để cậu leo xuống. Tại sao không suy nghĩ lại? Nếu bà đi tố cáo chuyện đổ tội, bà nghĩ Thái Hà sẽ... Cậu nghĩ con gái tôi nó sẽ vì cậu mà làm gì? Sáng nay nó đã chuyển cho tôi 10% cổ phần mà cậu đã tặng cho nó và đã chuyển hẳn tên qua tên tôi rồi.
con gái Thái Hà của tôi là cái loại mà có phước thì cùng hưởng, còn có quả thì đừng hòng gọi nó. Tôi cho cậu 3 ngày suy nghĩ, suy nghĩ cho kỹ, xong rồi gọi điện cho tôi. Vô đi. Anh tìm em có chuyện gì? Cô ăn nói với tôi sao đây? Anh à, em không có làm chuyện này. Im đi! Đến nước này mà cô còn muốn gạt tôi hả? Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa. Đi đi. Thật sự em không có làm chuyện này, anh phải tin em chứ. Nghe cho tôi. Anh à, nghe em nói đi. Tôi nói rồi, đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa. Đi. Là tôi, Trung Nghĩa đây. Vô đi. Hình như tôi đến không đúng lúc à? Bạn kế hoạch đâu? Bằng chứng tôi cần đâu? Tôi phải biết bản kế hoạch đó là giả hay thiệt trước đã. Trên đời này đúng là không thể tin ai được hết. Thằng Quy nó có nằm mơ nó cũng không nghĩ đến một ngày nó sẽ bị người bạn thân nhất của nó bán đứng. Tôi không bán đứng anh Quy. Phải, không bán đứng, phản bội thôi. Tôi muốn anh Quy bỏ cuộc, không trả thù anh nữa. Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy người bạn thân nhất của tôi sẽ phải ân hận cả đời của mình. Tôi không nghe lộn chứ? Vì trả thù anh mà anh Quy bất chấp phản bội cả người yêu của mình, quay lưng với người thân và bạn bè. Cả gia đình ảnh đang rất là giận ảnh. Mà nếu trả thù được thì sao chứ? Cuối cùng thì cũng chỉ còn lại một mình, không còn ai bên cạnh. Tôi dám chắc đó sẽ là một cảm giác rất là tồi tệ. Tồi tệ hơn cả việc không trả thù được. Anh đã có hồ sơ rồi, bằng chứng tôi cần đâu? Khi nào biết được dự án đó là thật, tôi sẽ đưa nó cho anh. Sẽ đi một thời gian để con có khoảng lặng suy nghĩ lại những gì mình đã làm trong thời gian vừa qua. Khi nào con thật sự nhận ra lỗi lầm của mình, má sẽ quay về. Tại sao má cũng bỏ rơi con? Tại sao vậy má?
sao mẹ lại làm như vậy chứ? Con muốn nói chuyện gì? Mẹ đã giả mạo mọi giấy tờ, con không hề ký sang tên cho mẹ cổ phần nào cả. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ có biết là bây giờ anh Chí không thèm nhìn mặt con không? Nó không nhìn thì tốt thôi. Bộ con tưởng là nó thương con thật lòng hả? Nó chỉ lợi dụng con thôi à? Không phải, anh Chí thật lòng với con, tất cả đều là do mẹ phá hại thôi mẹ à. Con có biết là với số cổ phần mà con sang tên cho mẹ đó, không bao lâu nữa Phạm Đình sẽ nằm trong tay mẹ nè. Và lúc đó thì thằng Trí nó trắng tay. Con khôn hồn thì con xa lánh nó ra đi. Con sẽ không để cho mẹ hại anh Trí đâu. Còn giấy tờ đó là giả, không có giá trị pháp lý đâu mẹ. Nói vậy là sao? Con định tố cáo mẹ hả? Đi đi, đi tố cáo mẹ mình đi. Nói với người ta là mẹ làm giấy tờ giả đi. Rồi nhìn mẹ bị bắt đem đi ra ngoài tòa, phải không? Mẹ, mẹ đã nói rồi. Những gì mà mẹ muốn không bao giờ mẹ không làm được. Con chống mắt con coi, thằng Trí sẽ không tồn tại đâu. Xong rồi đó. Dạ. Làm phiền chị phải tới tận đây thiệt ngại quá. Đâu có gì, tôi cũng đang ở gần đây mà. Nói thật với chị, mấy bữa nay tôi cứ lo ngày ngáy một việc. Anh lo là con Hà nó sẽ đứng về phía Minh Trí chứ gì. Cái chuyện nó là chắc rồi, còn lo gì nữa. Nếu đã biết vậy thì tại sao chỉ còn... Con gà đó mà mình không kích cho nó say máu, làm sao vô trận nó đá cho hay được. À, nếu như tôi không đả kích Minh Trí, làm sao nó có thể hăng máu mà quyết đấu một mất một còn với Quan Quy cho được. Nhưng mà đây chưa phải là đòn quyết định đâu. Chỉ mới khởi đầu thôi. Mới khởi đầu thôi nha. Còn một chuyện nữa mà tôi cứ suy nghĩ hoài vẫn chưa hiểu. Hình như những chuyện chị làm không phải chỉ vì muốn kiếm Phạm Định. Những ai đã có lỗi với tôi, trước sau gì cũng sẽ phải trả giá. Cô còn giác mặt tới đây làm gì nữa? Sáng nay em không thấy anh vô công ty nên em sợ anh có chuyện. Sợ tôi có chuyện? Không phải cô và má cô đang rất muốn tôi chết càng sớm càng tốt sao? Anh à,
em không có ký giấy tờ bán cổ phần cho mẹ. Em bị mẹ lừa ký vô giấy tờ mà em cũng không biết đó là giấy tờ bán cổ phần nữa. Anh hãy tin em đi. Lúc trước cô bắt tôi phải đưa cổ phần cho cô, bắt tôi phải làm chuyện phạm pháp để chứng minh là tôi yêu cô. Bây giờ cô muốn tôi tin cô thì ít ra cô phải làm cái gì đó chứ. Nói suông vậy mà nghe được à? Thôi được, anh nói đi, anh muốn em làm gì? Cậu có biết lịch sự tối thiểu là thế nào không? Ông đọc cái này đi, rồi tôi sẽ nói chuyện với ông. Đứng lên, đi ra ngay. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lôi cổ cậu đi đấy. Lá thư này có liên quan đến tương lai và cuộc đời của con gái ông. Ông không đọc là sẽ hối hận cả đời đó. Tôi không có đùa đâu. Con gái tôi không làm những việc này. Anh đã gài nó để viết bức thư nhận tội này phải không? Sẽ đi, sẽ thoải mái. Tôi còn nhiều bức như vậy lắm. Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao mà nói tôi gài? Tôi đâu cần mất công phải làm chuyện đó. Là tự nguyện con gái ông viết bức thư này để tôi cầm đến trao đổi điều kiện với ông đó. Anh nên nhớ là anh không nhận được bất cứ một thứ gì ở tôi đâu. Tội nghiệp cho em Hà. Không biết rồi đây cô ấy sẽ phải thích nghi với cuộc sống tù tội như thế nào. Mà chắc cũng sẽ quen thôi. Đâu có lâu lắm đâu, vài năm thôi. Nó đã ngu dại thì nó phải dáng chịu thôi. Nếu cần, ông có việc gọi điện cho công an đi. Không biết mình còn lưu số của đội điều tra đây không ta? Đúng là nghĩ tội cho em Hà thiệt. Ở tù đã không được ăn ngon mặc đẹp, không có chăn êm nệm ấm, mà lâu lâu lại bị cái đám đầu gấu, cái bọn đại bàng nó lôi ra nó dần cho một trận. Nghĩ tới mà xót xa. À, thì ra là mình còn lưu ở đây. Được thôi. Thái Hà đã ký giấy bán 10% cổ phần của cô ấy cho tôi. Nếu bà không muốn con gái mình phạm tội lừa đảo thì nên biết điều, hủy bỏ cái hợp đồng sang tên kia đi. Cậu hay ha. Cậu uy hiếp chồng tôi, con gái tôi, và bây giờ cậu quay sang uy hiếp cả tôi nữa à? Dạ. Cảm ơn bác đã quá khen. Cũng nhờ bà dạy tôi thôi. Muốn làm cái gì thì phải làm tới cùng.
thì nên biết điều, hủy bỏ cái hợp đồng sang tên kia đi. Cậu hay ha. Cậu uy hiếp chồng tôi, con gái tôi, và bây giờ cậu quay sang uy hiếp cả tôi nữa à? Dạ, cảm ơn bác đã quá khen. Cũng nhờ bà dạy tôi thôi. Muốn làm cái gì thì phải làm tới cùng, không cần nể nang kẻ đó là ai. Chống mắt lên mà coi. Minh Trí à, đường còn dài lắm, chưa có biết sức ngựa đâu. Ba, con ngồi xuống đi. Hà ơi, sao con khờ như vậy? Xin lỗi ba. Con có biết rằng ở trên đời này, cái thứ quý giá nhất đối với ba là cái gì không? Đó chính là mẹ con và con đó. Dạ con biết ạ. Cho nên ba sẽ không thể nào chịu đựng nổi nếu như phải chứng kiến con đau khổ. Thậm chí nó không thương con đâu. Con hãy tránh xa nó ra. Ba xin con hãy tránh xa nó ra đi. Ba, ba xin con đấy Hà. Ba, con xin lỗi ba. Hà, giờ sao? Một lát á, bà nói hả, tôi nói. Ủa, giờ sao là sao? Ở nhà phân công sao? Ông nói mà. Ngộ không? Phân công nào tôi chưa bao giờ nghe phân công nha. Đó. Cái này con làm chứng. Hồi nãy tía má giao hẹn rồi nha. Giỏi quá. Hay quá. Đúng là người ta nói nam sinh ngoại tộc. Con mình má. Rồi xong hen. Rõ ràng hang, khỏi cãi hang. Vậy đi. Nhưng mà tôi nói cho bà nghe, người ta nói ba cái chuyện tình cảm đàn bà con gái á, phụ nữ nói tốt hơn là đàn ông, má nói tốt hơn tía, hiểu chưa? Dẹp đi chơi, ở nhà phân công sao vợ cứ y chang vậy mà mừng, không có thay đổi nữa. Tía má uống nước chanh nè. Uống nước chanh cho nó mát. Ủa Giang, gì vậy? Tớ bị gì vậy? Ý tía muốn nói á là làng Úc, thằng Úc nó muốn nói chuyện gì với con á. Ê trời đất. Làm gì mà lá trời đất ghê dữ mày. Ý tía muốn nói á là bé Hai muốn nói chuyện gì với con á. Trời đất, cái vụ này con không biết đâu nha, tía nói với em con đi. Tía hả? Bộ tía có chuyện gì muốn nói với con phải không? Thôi bực mình quá, để tôi nói. Vậy nè. Đó thấy không? Phải chi nãy bà nói như vậy đi, để tôi nói được rồi. Tự nhiên bắt tôi nói cái vòng tôi mệt muốn chết rồi. Ủa ngộ quá, giờ sao? Bây giờ là tôi nói hay ông nói? Bà nói. Ừ. Cái gì vậy má? Con tía má là có cái chuyện là đi họp ở trển á. Cái xong cái tía má gặp các bác nè, các chú nè, cái rồi tía má muốn dắt con đi theo. Có cần thiết không má? Trời ơi, chỗ đó toàn mấy bác mấy chú không, tự nhiên con đi theo kỳ lắm. Không có, không phải là có mấy chú mấy bác không. Mà là có có mấy ảnh nữa. Anh nào má? Nói tóm lại là tía má muốn rủ chị ba đi theo. Để coi mà có chú bác nào mà có con trai là làm mai cho ba. Ê, bảy bảy, tự nhiên làm mai cho ba là sao? Khổ quá, nói bậy bạ, má mày hiểu lầm tao. Phải thêm chữ chị, làm mai cho chị ba. Nó thiếu. Alo, gấp lắm hả? Rồi, chạy qua liền. Rồi. Thế má ở chơi vậy, con đừng có chuyện gấp một chút. Ê,
Ê, bé ba. Đi đâu hả? Biết đâu. Đi đâu hả? Tôi đoán chính xác rồi đấy. Không sai đâu. Không phải đâu bố. Con thấy nó... Đừng cãi nữa. Chờ cái xa nó đến, nó sẽ nói cho nghe. Bố ơi, bố xem ai này. Dạ, con thưa ông, con thưa bác. Ừ, xa. Cháu xem hộ ông. Mấy quả xoài này có phải là xoài cát Hòa Lộc không? Ừ. Dạ, đúng là xoài cát Hòa Lộc rồi đó ông. Nè, ông thấy không? Trái nó thuôn dài, đầu trái thì nó hơi nhọn. Tới gần ở phần cuống thì lại tròn lại. Nhưng mà cái eo rốn của nó nhìn thấy rất là rõ ràng. Nghe rõ chưa? Thôi còn chịu thua bố rồi đấy. Sao biết không? Từ sáng tới giờ, ông với lại bác trai cứ tranh luận mãi. Không biết có phải là xoài cát Hòa Lộc không? May mà có cháu đến chơi, phân xử cho đấy. Không phải là may mà tôi cho gọi nó sang đây đấy. Ôi giời ơi, ông ơi là ông, cháu xa nó đang biết bao nhiêu công việc mà. Anh chẳng hiểu gì cả. Dạ không sao đâu bác. Tại bây giờ con cũng chưa có bắt đầu làm, nên cũng ở nhà không mà không có làm gì hết. Chưa có làm gì hả? Dạ. Thế thì trưa nay cháu ở lại đây ăn cơm với ông, với hai bác nhé. Dạ. Ừ. Dạ. Thưa ông, thưa bố mẹ con mới về ạ. Chào em. Chào anh. Anh chị lên trên phòng, tôi có chuyện cần bàn nhé. Đi đi đi. Thế hai đứa ở đây nói chuyện nhé. Chưa phải lại ăn cơm với bác nhé. Dạ. Rồi rồi rồi, đi đi. Công việc của em sao rồi? Buôn bán tốt không? Cảm ơn anh quan tâm. Tôi vẫn chưa có bắt đầu làm. Sao vậy? Có gì khó khăn à? Đâu có đâu. Thì muốn có thêm thời gian chuẩn bị cho nó kỹ hơn thôi. Vậy cũng tốt. Làm cái gì thì cũng nên chuẩn bị kỹ. Công việc của anh vẫn tốt chứ hả? Anh và anh Nghĩa đã... Về còn anh tự lo. Em đừng hỏi nhiều quá. À mà thôi, em ngồi đây đợi ông và bố mẹ xuống nha. Trốn tía má đi luôn rồi chứ. Trốn rồi nào, em có công chuyện bận thiệt chứ bộ. Ủa, mà tía má giúp Nam đâu rồi chị? Tía giúp Nam đi mua đồ, còn má nằm nghỉ trong á. Ủa, về rồi ha? Tưởng cô đi luôn chứ. Má, mà mai mốt á, má cứ nói vậy riết con đi luôn. Cô dám không, cô dám không? Nè, à, thằng Điền nó nói chứ bé Phúc nhớ má quá. Ghi rồi cái nó dắt nhau lên đây luôn rồi. Trời ơi, bé Phúc này thiệt là. Hai này kỳ quá à. Thằng nhỏ ở dưới vậy á, mà hai đi lên đây học cả tuần, nó buồn, nó nhớ mẹ đúng rồi. Cháu lên đi chơi. Ủa, ông Sáu nhìn Điền. Bé Phúc. Dạ con chào chị ba. Má. Ông Sáu. Dạ. Ông Sáu ngồi đi Sáu. Thiếu. Con xin lỗi. Con làm phiền ông Sáu với anh Điền quá. Ôi phiền cái gì mà phiền. Sẵn tiện hả, tao lên đây tao khám bệnh luôn, thấy không? Dạ. Tội cho Năm ở dưới coi nhà con bình ên à. Quên. Ấy cho nó ăn cái gì đi.
Hồi sớm giờ tao dương điền năn nỉ nó quá trời mà nó không chịu giọng vô họng nó miếng nào á. Bé Phúc lên đây kêu em dẫn ăn gà rán đó. Má ơi mình đi nha má. Ừ, má dẫn con đi ha. Yeah, vui quá, vui quá. Chú Điền mình đi nha chú Điền. Thôi, chú Điền mệt rồi, để chú Điền nhà nghỉ đi. Để má dì ba dẫn con đi ha. Ừ, con kẹo đâu, chị muốn dẫn. Con kẹo muốn đi chú Điền mà. Má nói nghe nè, chú Điền mệt, để cho chú Điền nghỉ. Con mà bắt chú Điền dẫn đi hoài, chú Điền mốt không dẫn con đi chơi đến đâu á. Thấy không? Phúc ngoan. Chú Điền mệt rồi, chú Điền nghỉ ngơi chút xíu. Mai mốt chú Điền dẫn con đi nha. Hôm sáng thương ngoại cho chú Điền con đi. Ừ. Dạ rồi, ông Sáu ngồi nghỉ nha, để con đưa nó đi. Con đây nha má. Ông Sáu với anh Điền ngồi chơi nha, để con đưa nó đi. Dạ, con xin phép vô trong rửa mặt chút. Ờ, đi đi con. Thấy chưa? Tao nói đâu có sai đâu. Sao? Giờ tính sao? Giờ đi tìm thằng Một để coi bàn như thế nào. Chứ biết tính sao? Chú Sáu à? Sao tự nhiên ở nhà không bàn chuyện, ra đây làm chi cho nó hao tiền vậy? Trời ơi mày ngu quá. Ở dưới mình bàn chuyện thì phải ra sau giường, không ấy lên nhà trên bàn đúng không? Dạ. Còn ở trên Sài Gòn này muốn bàn chuyện thì đi ra mấy cái quán cà phê ăn vậy nè, bàn nó mới đúng điều. Ủa vậy hả? Ừ. Chàng ơi vậy mỗi lần mà bàn chuyện tốn kém dữ không? Vậy chắc trên Sài Gòn người ta ít bàn chuyện lắm hen. Cảm ơn cô. Cái dừa. Cái dừa. Trời đất ơi trời. Vậy? Cái gì vậy? Trời đất ơi. Cái dừa vậy giờ 32.000 hả? Trời đất. Rồi. Trời ơi ở dưới tao bán cái dừa vậy từng hơn 1.000 đồng hả? Ở đây gì tới 32.000. Trời ơi nè, có cái này với cái ống hút này thôi gì dữ vậy. Ủa chắc tao mày đổi nghề. Dạ nghề gì chú? Thôi rồi về xuống dưới rồi mày đổi nghề. Đang lát đi bán ống hút đi biết đâu làm giàu. Trời ơi trời, người ta không phải ta tính cái giỏi là cái ống hút đâu chú ơi. Chú biết sao không? Ở trên Sài Gòn này á, người ta tính cái công bưng bê, người ta tính cái tiền mặt bằng thuê mướn, trời ơi, cho nên nó mới mắc vậy đó. Ôi mà sao kỳ cục giá, ta tốn tiền ra đây để mà bàn công chuyện mà sao chú Sáu với ông cứ nói tùm lum tùm la, bàn cái chuyện tụi nhỏ. Quay lại đi. Chuyện tụi nhỏ hả? Ừ. Ủa chuyện tụi nhỏ có gì đâu bạn. Chàng ơi, tương lai của hai đứa nó vậy biểu không có bàn làm sao? Trời ơi chứ bà không thấy hả? Hồi trước á thì mình cũng tới bàn lui bàn xuôi bàn ngược, rồi cuối cùng á cũng tới quá cái trơn trọi à, thấy không? Bây giờ thôi, bây giờ tụi nhỏ nó ưng sao á thì mình làm vậy đi, thấy không? Chứ mình chen vô mà có được cái gì đâu. Chen vô được gì đâu, chen được miếng nào hay miếng đó, hiểu chưa ông? Ủa có nghĩa là chú Sáu muốn chen vô hả? Ừ. Có nghĩa là chú Sáu không ưng hả? Trời ơi, chen vô để cho tụi nó sáp lại, hiểu không? Chứ cái gì mà ưng không ưng. À hiểu. Bây giờ đàn trai tao mở lời rồi đó. Bây giờ đàn gái tụi bay sao? Thì vợ chồng con cũng tính vậy á, nhưng mà cũng có điều hơi sợ. Mấy cái hôm mà thằng Điền nó bệnh, cái bé hai nhà con chăm sóc, rồi con nghĩ là nó cảm động sao. Biết đâu rồi cái qua thời gian đấy nó không thiệt tình, nó cứ ớn ớn chuyện vậy thôi đó. Tao thấy không phải vậy đâu. Nhớ hồi đó tao với Một á cứ đá hoài cái vụ con bé ba đó. Ủa nó có chịu lăn đâu. Ờ nó không có chịu lăn. Nhưng mà giờ tới vụ con bé hai, tao nhìn thấy á nó tự nguyện, thấy không? Nó chăm sóc lo lắng cho con bé hai thiệt tình á. Đúng, cái này con chấp nhận á. Có điều là sao chú? Có điều sao? Có điều là con bé hai á, nó cứ tránh né Điền hoài. Trời ơi, con cũng thấy vậy đó. Há ngộ ha. Bây giờ vậy nè, tìm hiểu coi con bé hai á, dạ, nó rối vợ cái chỗ nào. Dạ. Để mà có cách gỡ cho nó. Dạ. Đúng rồi. Vậy đi.
Tại sao mình vẫn không quên được anh ta? Tại sao chứ? Cái đồ! Tôi ghét anh! Sao em lại ở đây vậy? Vậy còn anh? Thôi gặp em là anh vui lắm rồi. Vì đây ngồi nha, anh có chuyện muốn nói. Ừ. Chơi hàng chơi bắp đi em ơi. Trường mình học ở dưới quê á, có chỗ bán cái này ngon lắm nè, anh biết không? Trời, anh lăn lộn ở dưới 5 năm trời chỗ nào mà anh không biết. Quán của tôi lạnh nè, đúng không? Ừ. Anh nhớ hồi đó đó, mỗi lần tối nào mà anh với chị hai em đói bụng á, ra ủng hộ cổ á. Anh, mà anh có thấy là anh với hai em á có rất là nhiều kỷ niệm gắn bó với nhau không? Nè nha, lúc đi học ở dưới quê nè, rồi lúc lên thành phố, rồi đi làm, rồi sau đó thì cuộc đời của mỗi người đều có những biến cố khác nhau hết. Nhưng mà anh với hai luôn ở bên cạnh nhau, giúp đỡ và san sẻ cho nhau. Con người mà bao giờ cũng vậy hết. Khi hạnh phúc đang có ở bên mình mà mình không thấy, mình lại đi tìm ở đâu đâu đó. Anh đang theo đuổi chị hai em phải không? Hai em cứ tránh mặt anh hoài à, mấy bữa nay luôn. Anh không biết phải làm sao hết nè. Chắc là chị hai sợ là anh chỉ nhất thời cảm động. Tại vì từ trước tới giờ á, chị lúc nào cũng lo lắng săn sóc cho anh, chứ không phải là... Em nghĩ coi, những chuyện xảy ra vừa rồi á, chẳng lẽ bây giờ anh làm cái gì em không suy nghĩ kỹ sao? Em tin tưởng là anh theo đuổi chị hai em thật sự á, em ủng hộ. Cảm ơn cô ba nghe. Không có gì, anh hai. Cảm ơn em nha. Em đang có chuyện không vui như vậy, còn phải lo chuyện của anh với chị hai em nữa. Em có chuyện gì đâu mà không vui. Thì chuyện của em với anh Huy đó. Chuyện em với anh Huy hả? Thôi, nhắc tới cũng đâu có được cái gì đâu. Em đang tập quên từ từ rồi. Ê, ông một, chuyện bé ba tôi nói rồi, giờ chuyện này ông nói nha. Bây giờ tôi tính vậy, tôi với bà xử hết chai này. Coi có đứa nào còn tỉnh, đứa đó nói ha. Ê, ông còn cái chuyện nào mà hay hơn cái chuyện này ông nói với tôi nữa không? Ông nghĩ sao mà quất hết nguyên chai này lừng sừng rồi nói gì nữa cha? Vậy hả? Thôi giờ tôi tính vậy. Ừ. Tôi với bà nói cùng lượt, vậy nó công bằng ha. Ông này tắc cừ, chuyện gì cũng lôi người ta vô, không dám nói mình ha. Ủa, ông Phúc ngủ rồi hả con? Dạ. Thế má có chuyện gì muốn nói với con hả? Ừ, mày ngồi ở đi. Thế má có chuyện này muốn bàn nè. Có chuyện gì vậy thế má? Vậy tôi hả? Thì bà trước đi, tôi sao? Ông mày,
Thiệt tình. Ủa, chuyện gì vậy má? Là vậy, tía má muốn hỏi thăm con cái vụ Điền á mà. Sao? Con đâu có gì đâu. Thôi, đừng có giấu nữa. Tía má biết hết rồi, cho nên mới hỏi mày đó. Dạ, con chỉ xem anh Điền như là bạn thôi à. Tụi con không có gì đâu, tía má yên tâm đi. Nè, không phải tía má cấm đoán gì con đâu, nhưng mà tía má thấy thằng Điền nó dễ thương, mà cô bộ nó thương thằng Phúc dữ lắm mà nghe. Được á con. Con đã nói là con chỉ xem anh Điền như bạn thân thôi, tụi con không thể nào đâu. Con bộ không có chút xíu cơ hội nào hả con? Thôi con đã nói vậy rồi, tùy nó quyết định đi. Biết ý con vậy, để mà chú Sáu có hỏi thì má biết đường má trả lời.